Hello, kính chào tất cả anh em. Trong video trước thì Nam có quay review tất cả các cái chi tiết, các điểm mới của chiếc Agusta này. Và trong video lần này thì như Nam đã nói, Nam hứa với anh em là sẽ test cái đèn chiếu hậu. Thì cũng rất là xin lỗi anh em vì trong video lần trước mình có bấm nhầm cái công tắc, nên là nó không phải là đèn chiếu hậu mà đèn pha cụ thể. Vì công tắc đèn pha nó để rất là kín ở dưới khu vực đề khởi động start nên là nó hơi khó. Và lần này Nam sẽ test cho anh em xem này. Thứ nhất là cái đèn pha. Wow, quá đẹp. Anh em nhìn thấy không? Đèn pha của Agusta này. Ok, nè. Một nấc này, sáng viền này. Ok. Nó chỉ sáng một nửa thôi anh em ạ. Vâng, nó chỉ sáng đúng cái viền này thôi anh em nhé. Nó chỉ sáng đúng cái viền này. Nó chỉ sáng đúng cái viền này. Và đến pha xa nó mới là sáng tất này. Ok. Có một điều gì đó, nếu mà quay từ góc cạnh này thì anh em nghĩ rằng là chiếc Agusta này là chiếc 1100 phân khối, nhưng mà nó chỉ mang cho mình khối động cơ 110 thôi, và nó không cần đến bằng B2. Không hiểu là chiếc này ra thì các chiếc mini bike khác thì bán đi đâu đây anh em nhỉ. Anh em có những cái đánh giá trải nghiệm như thế nào vì chiếc Agusta này thì anh em có thể qua trực tiếp cửa hàng xe Bảo Nam để test thử. Và cái giá phân phối trên toàn quốc. Bây giờ đến tiết mục quan trọng, đó chính là đèn chiếu hậu của Agusta. Đèn chiếu hậu của Agusta. Vâng, đây chính là cái đèn chiếu hậu của Agusta. Còn đây thì sao? Ok. Một bộ phận đèn chiếu hậu rất là đẹp này. Ôi giời ơi, chiếc Agusta này mà nâng cao thụt sau lên thì không hiểu là đi ngoài đường sẽ nhìn nó tưởng bao nhiêu phân khối đây. Và nếu mà nó sau làm sóc lên như X-Side mà anh em tưởng 2 độ thì tôi không hiểu là anh em đã tưởng tượng ra là gì mà sẽ là 1000 bao nhiêu phân khối mất. Bộ la răng 12 Agusta. Rồi. Ok. Ok. Xong video lần sau mình sẽ test là mình cao 1m70 và ngồi chiếc Agusta này thì nó sẽ hợp như thế nào nhé anh em. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em những video lần sau. Anh em nhớ đăng ký và chia sẻ video của kênh YouTube của xe Bảo Nam nhé. Ok, xin chào và hẹn gặp lại anh em.